sống ở đây này, sống ở đây làm sống ở đây. Hiện bây giờ em đi thế này nó ra hết khỏi đất đất rồi. Cái cục của em là sao em luôn để nó vào cái sắt kia này nó chờ gì? Tất cả đều đâu chờ lên trên 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 đúng không? Đấy nha. Nó để mà nói là anh làm như này cho em. Cái đấy cái chỗ không được không phụt được. Đâu, đi được với cái nào? Đấy nha, tất cả cái hàng sắt này anh cắt đến đây anh em. Đến cái hàng cột này. Cắt đến đây đi. Không được, cái này còn giữ cái trống dưới đi. Cái này tôn này cái tháo kít ra bình thường, cũng thả vô bình thường. Cái một tí là nằm bên ngoài đất rồi. Cái đấy để vào anh trống mái trên đấy. Cái đấy bỏ cái mái này. Cái ra ngoài đất à? Cắt cái mái sập luôn. Nếu như bỏ cột có sập luôn. Lấy cái máy hoặc là cái dây căng phát. Lấy cái dây. Lấy cái dây căng phát. Anh theo anh là ra hết đất khỏi đất rồi. Không lấy cái dây. Các cái dòng này là xuống đi. Đưa cái dòng này là xuống đi. Hay làm sao? Không, đưa dòng này không luôn được. Nếu không luôn được thì đem một dòng này đây. Thử luôn. Đây chú, kiểm tra nhé, cái chỗ nào mà chưa được thì báo luôn cho họ xử lý. Cái vấn đề là bây giờ ấy. Báo từng chỗ một. Em đi à? Hả? Em đi à? Ờ không, em là nhân viên thôi. Nhân viên cũng anh Huy thôi. À đây à? Mắc cái gì cả, không nói không còn trong bỏ vài chữ lên đi xử lý. Bây giờ nha, em bảo mắc thì em phải tháo hết cái này xong cũng kịp. Cắt bỏ bớt đi kia ra. Đấy đấy. Để lùi lại. Ừ. Không 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 được. Làm luôn là cái chỗ nào vướng chỉ cho họ luôn, chỉ cho họ luôn. Chú không không phải là cái lúc. Đấy, sẽ gọi sang mày cho nó vui thôi. Không phải, anh cứ nói là cái nói nhá, còn cái việc là đúng hay sai là cái việc khác, còn bây giờ là mày tập trung vào cái chỗ nào vướng ấy, mày chỉ luôn. Cái chỗ nào vướng mày cứ chỉ đi. Hiện bây giờ không phải là vướng nữa. Nào thì hết đất. Thì nếu như vướng đâu phải thu cái dòng ngắn này lại. Bỏ cắt đồng hơi cái tôn kia để ép cái cột vào. Đầu tiên là nó phải làm cho đất nhà mình. Phải làm đất nhà mình. Làm đất mình. Đấy, cái thứ hai. Bây giờ không ra bên này là cái chân như kia nhá. Bây giờ nếu như mà nó nhả vướng thì không cắt vào bớt cái độ 2 phân thì tôn kia ép sang cột sang bên này phát là hết vướng luôn. Nếu nó vướng 1-2 phân.